đầu. Cơn mưa hạnh phúc đã đưa mình đến bên nhau, cho hai chúng ta có một tình yêu nhiệm màu. Em đừng có xin tiền mừng cưới chưa vui, đêm nay ta sẽ đồng phòng hoa chúng bao vui. Tranh thủ ra năm làm thêm cái đám thôi nôi, xuân sắc em ơi hai ta lại nhất trần đời. Giờ lành đã đến em ơi, đặt tay càng rượu giao môi, quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi. Bà con đông đúng chung vui anh mang yêu quá rước dâu, hồi hồi nhắn cưới trao tay hạnh phúc rắn lông bắt đầu. Giờ lành đã đến em ơi, đặt tay càng rượu giao môi, quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi. Bà con đông đúng chung vui anh mang yêu quá rước dâu, hồi hồi nhắn cưới trao tay hạnh phúc rắn lông bắt đầu. Phù phiếm xa qua có chi chẳng dành, về đây tình nồng những say trong
xem ngay làng bên rộn tiếng cười vui. Chú rể cô dâu đang cùng nâng chén rượu giao vui. Vậy mà sao chưa thấy đâu bao mùa trăng không thấy cao trầu. Em mong chờ câu anh hứa mai này qua đón em mừng dâu. Rồi từng đêm lén nhìn nhau trao vài câu hỏi hàng âm đồng. Chẳng cần nhung gấm giàu sang thiếu gì đâu nơi anh tấm lòng. Đồng bằng sông nước mình này đâu có thua xa gì phố đô thành. Coi mà như có thương tình sao cho đành. Anh ơi nắng mưa gian dâu về nhà xin má không dâu. Em thương dưới ân mình ăn thôi cho đến khi ta bạc mặt đầu. Mong sao tấm thân sẽ trao về người trân quý. Trái tim em son vàng nắm lấy tay dắt em dù qua mấy sông hay đèo núi. Anh ơi nắng mưa gian dâu về nhà xin má không dâu. Em thương dưới ân mình ăn thôi cho đến khi ta bạc mặt đầu. Mong sao tấm thân sẽ trao về người trân quý. Trái tim em son vàng nắm lấy tay dắt em dù qua mấy sông hay đèo núi. Vậy mà sao chưa thấy đâu bao mùa trăng không thấy cao trầu. Em mong chờ câu anh hứa mai này qua đón em mừng dâu. Rồi từng đêm lén nhìn nhau trao vài câu hỏi hàng âm đồng. Chẳng cần nhung gấm giàu sang thiếu gì đâu nơi anh tấm lòng. Đồng bằng sông nước mình này đâu có thua xa gì phố đô thành. Coi mà như có thương thì anh phải lo tình sao cho đành. Anh ơi nắng mưa gian dâu về nhà xin má không dâu. Em thương dưới ân mình ăn thôi cho đến khi ta bạc mặt đầu. Mong sao tấm thân sẽ trao về người trân quý. Trái tim em son vàng nắm lấy tay dắt em dù qua mấy sông hay đèo núi. Anh ơi nắng mưa gian dâu về nhà xin má không dâu. Em thương dưới ân mình ăn thôi cho đến khi ta bạc mặt đầu. Mong sao tấm thân sẽ trao về người trân quý. Trái tim em son vàng nắm lấy tay dắt em dù qua mấy sông hay đèo núi. Anh ơi nắng mưa gian dâu về nhà xin má.
mẹ dường như có xa xôi anh nhớ thương bên ở bên môi kiều hồng xin lấy sang thăm anh sẽ đưa em về bằng lòng nhận cưới anh trao giấy tờ hồng và tình duyên quay em cho anh mượn bờ môi em tình ta đắm say đêm dài anh cho em mượn bờ vai anh cùng nhau mà ta cay cay nhân gian nhân thường hay cao ca khổ trước sướng sau mới giàu hai ta mượn cầu chung thủy đôi.
lại nói anh nghe, anh nghe. Chúng ta yêu nhau bên nhau thương nhau được bấy lâu rồi. Từ khi anh quen em, cuộc sống anh như đổi thay. Có em quan tâm anh bên anh. Dù mai kia ra sao, cuộc đời dẫu bao gian lao. Và
Và giờ đây, quý thân phụ mẫu, chú rể và cô dâu đang hiện diện trên lễ đài. Và sự có mặt của toàn thể quý vị đó là niềm vinh hạnh cho hai bên gia đình. Và cũng được sự quý vị của hai bên gia đình cho phép nhân quan xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể quý quan khách đã nhín một chút thời gian vàng ngọc của mình để trở về đây tham dự buổi lễ vui ngày hôm nay. Và buổi tiệc dù lớn hay nhỏ cũng không tránh phần sơ sót. Nếu trong buổi lễ vui ngày hôm nay gia đình tiếp đón chiêu đại quý vị có điều gì sơ sót, và mong quý vị tình thương bình thường mà bỏ qua cho. Và để đáp lại tổng trong tình đó, ngay trong phút này đây cho phép hai bên gia đình cùng đội quyền ương xin được gửi đến quý quan khách một cái gật đầu, một lời chào thân thương và chân đầu nhất. Câu chuyện nồng kết nghĩa phù thề, tình cao nồng thấm duyên đầy với nhau, cùng nhau bước đến mai sau thủy chung chung thủy bên nhau suốt đời, khai qua thì phú quý giàu sang, khai điều từ hạnh phúc trong lòng vẹn tròn. Xin mời đồng hương chúng ta cùng tiến và chiến thắp lên để cùng rất rượu tình yêu. Và ngay lúc này đây, nhiều quan xin mời quý vị hãy cùng nhau móc những chiếc điện thoại, những chiếc ghế yêu ra khỏi tủ để cùng quay lại những khoảnh khắc đáng nhớ ngày hôm nay với vị thân yêu em. Là anh mơ rằng chẳng thích em nên anh cứ mãi phân vân, giống như ba cô thôi mà ngày mai mới gặp được anh mà. Chúng ta quen nhau ngoài rồi còn đã ôm nhau. Chúng ta dành tặng cho chú rể một tràng pháo tay để cổ vũ khui chai champagne tình yêu tôi nhất được không quý vị ơi? Cố lên chú rể chồng nghĩa ơi, phải thể hiện bản lĩnh phái mạnh của mình đi ạ. Hỗ trợ đi Thanh Hoài ơi, hỗ trợ chai rượu sau đi. Rồi dùng hai tay rất là tuyệt vời nha quý vị ơi. Rồi xin mời tay phải của chú rể ôm em cô dâu. Tay phải ôm em cô dâu chú rể ơi. Và chúng ta cùng tựa đầu sát vào nhau. Cô dâu cầm hai tay chú rể ạ. Quý vị ơi, quý vị có thấy gì không? Những giọt ruột hồng đang tuôn chảy, như nói lên rằng từ đây Trọng Nghĩa và Bích Hạnh sẽ mãi mãi có nhau. Chúng tôi khởi trắng mập mờ, đôi ta khấn khích bến bờ yêu thương, cùng nhau gót chén rượu đầy, gót cho hạnh phúc đồng đầy mai sau. Và xin được chúc mừng cho trai dù Shaman tình yêu thứ nhất còn trai đường trong đàn. Tiếp theo xin mời chú rể Trọng Nghĩa khơi trai Shaman tình yêu thứ hai, những cùng cô dâu Bích Hạnh đâu đầy những giọt mận, những giọt hạnh phúc. Còn gì đẹp trên đời hơn thế, hạnh phúc nào bằng khung cười lứa đôi, trong qua đưa nợ một ngày, không bằng một phút trời trời hôm nay. Hạnh như một chén rượu đầy, nghĩ chưa nhấp cạn mà lòng đã say. Nếu hạnh là chén rượu cay, nghĩ xin nhấp cạn để say suốt đời. Và chứ có lẽ từ giây phút này đây, đôi yêu của chúng ta sẽ cùng nắm chặt tay nhau, leo lái con thuyền đi đến bên bờ hạnh phúc. Và tiếp theo sẽ tới nghi thức hiếu thảo mà cô dâu và chú rể chúng ta sẽ lần lượt dâng rượu lên cho song thân của hai bên để nhớ ơn công sinh thành dưỡng dục. Dù cho giật đổi sâu dày, con không quên được nghĩa tình đậm sâu. Mai này dẫu có ra sao, ơn cha nghĩa mẹ ghi sâu trong lòng. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta lần lượt dâng rượu lên cho song thân của cô dâu. Chú rể bước qua mời cha, cô dâu mời mẹ. Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng con. Nhà chú Nghĩa, chú đệ Trọng Nghĩa cũng nói rằng con cảm ơn ba, cảm ơn mẹ đã cho con một cô dâu Bích Hạnh thì bị ngoan hiền. Con hứa từ đây sẽ ưu tiên và chăm sóc đến suốt cuộc đời. Và đến chủ hiến tạo thứ hai, xin mời cô dâu và chú đệ chúng ta lần lượt dâng rượu lên cho sắc phong của chú đệ. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mấy trời đồng lòng có phụ nữ cùng cha. Và cô dâu Bích Hạnh cũng nói rằng con cảm ơn ba, cảm ơn mẹ đã cho con một chàng trai Trọng Nghĩa không ngôn tục tụng, và sẽ là bài thơ để con nương tựa suốt đời. Tiếp theo sẽ tới nghi thức hợp cận giao hôn. Và ngay giây phút này đây, nhà quan xin mời hai bên thông gia của chúng ta hãy cùng tiến về phía trước 2-3 bước ạ. Và cùng đi nhau để tình thông gia càng thêm gắn chắc ạ.
Như quá xin mời quý vị hãy cùng chào đồng đầy những ly bia, những ly nước ngọt hoặc là những ly trà đá sau 3 tiếng đếm của Nhật Văn. Chúng ta cùng đăng ly để chúc mừng cho ngày vui, ngày hạnh phúc được không quý vị đang em ơi? Quý vị sẵn sàng những ly bia, những cánh tay đang đứng của mình chưa ạ? Sau 3 tiếng đếm của Nhật Văn chúng ta cùng đăng ly với hai bên gia đình luôn ha. 3, 2, 1. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Xin mời hai bên gia đình chúng ta cùng nhảy ra. Cùng nhau chúng ta hãy chế tay nhau hợp trận cho thôi ạ. Hôm nay kết nghĩa thông gia, chúng ta hai họ thân thân đồng đà, đoàn viên kết nghĩa trăm năm, cho huyền dạy thảo đẹp lòng bè cha. Và xin được kính chúc cho bà thông gia từ đây sẽ gắn bó cây sơn. Quốc cầu quý bà đồng quý dạy tròn mạnh, dùng tình thánh viên dẫn tròn tay. Hai họ tương gia ngàn năm tròn nguyên dạy, hạnh phúc trăm năm, bảy đẹp đôi. Nghĩa tay nhau uống rượu được cô cho chú đấy anh. Nghĩa tay nhau. Rất là tuyệt vời nha. Hai em xuôi cạn lưu luôn cho chú mình. Chưa? Rất là tiền mời. Ở sao bà chui gái này không uống đi? Bà uống hết rồi kìa. Phải cho điều chứ, phải cho điều mới được chứ. Uống hết mới được. Này là khó tí xíu nha. Chút xíu nó bả xỉn thì nó kè bả vô nha. Hồi bữa nay nha, chắc uống nữa đi bây giờ luôn. Rồi, một cái bé tay hạt chặt luôn à. Và xin được trân trọng hai sinh ra trở về chỗ dinh dự của mình để chiêu đãi trong vòng tay thân yêu của quý bà khách ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Ôm luôn đi, phụ nữ mà mình ôm đi. Rất là tuyệt vời, hôn luôn cũng được. Bà xỉn bà hôn thiệt nha mấy bạn. Nay xỉn không con? Và tiếp theo sẽ tới nghi thức cắt bánh tình yêu để nói lên rằng từ đây Bích Hạnh và Trọng Nghĩa sẽ chính thức đương nhiệm vợ chồng, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi cho đến suốt cuộc đời. Bến trang ngoài trắng ruột hồng cũng chứa trọng khúc mặn nồng về sau. Hai tay chân cắt bánh hồn vẫn tùng bến nghĩa mặn nồng thủy chung. Từ đây xứng tuổi quê quần, chúng sẽ hạnh phúc trọn đời cùng nhau. Mỹ trầu nên nghĩa phù thêm. Mẹ cha đã định em về giữ anh hết rồi áo tiệm áo xanh. Bây giờ ta đã về chung mồ nha. Rồi có hai chiếc mộ đó, chúng ta hãy cùng chia sẻ cho nhau một chút vị ngọt của chiếc bánh tình yêu. Xin mời chú rể Trọng Nghĩa muốn một miếng đút cho cô dâu. Và cô dâu cũng tương tự như thế. Và đấy là vị ngọt của chiếc bánh tình yêu đã được trao cho nhau. Rồi, xin mời hai em trở về chính giữa của thân lễ. Tới phần quan trọng không thể thiếu nha quý vị. Nhật Quang xin mời quý vị hãy cùng hưởng mắt và sang lệ đầy đầu yêu của chúng ta sẽ dành tặng cho nhau một nụ hôn đau nang. Một nụ hôn đáng nhớ nhất trong buổi lễ cho quý ngày hôm nay quý vị thân yêu ơi. Kính thưa quý vị ơi, người xưa có câu nam tà thì nữ hữu, nếu hôn má trái thì sinh con gái, nếu hôn má phải thì sinh con trai, và nếu hôn môi thì sao quý vị ạ? Hôm nay là sinh đôi phải không ạ? Và chắc chắn một điều là hôm nay đôi quyền của chúng ta sẽ trình tặng cho nhau một nụ hôn phần bờ môi rất là ngọt ngào, cái tiếng đờn ác thiệt chứ. Xin mời cô dâu gác hai tay vai của chú rể, coi bờ vai này có vững chắc không? Chắc không? Nói đi. Dạ có. Chắc thì giật mạnh vô, mạnh vô. Chú rể ông eo à? Có đo dòng eo mấy chưa? 60. Dòng eo 80 chú vị, mà có mạnh không? Mạnh không? Mình thì nghịch mạnh vô, sát vô tí xíu nữa thôi. Hôm nay chính thức tân nghĩa vợ chồng mình không có ngại ngùng mà tiếng đờn cũng ác thiệt ha. Nhớ hôn tập sau nghe phong sâu, nhờ quan bắt hôn lại nha. Quý vị ơi, quý vị sẵn sàng những cánh tay phan hương của mình nha. Nhưng qua xin mời quý vị hãy cùng nhau vỗ thật dày, thật giòn, thật lâu để nụ hôn càng sâu càng hạnh phúc quý vị ơi. Chúng ta cùng đếm nha. 1, 2, 3. Từ đây hai trái tim vàng trăm năm vẫn đập nhịp nhàng bên nhau, có trâu không thể thiếu cao cho môi em thấm cho lòng bàn say. Hãy nhân qua xin mời đầu yêu chúng ta trở về với nhân vật chính quý trong vấn đề ngày hôm nay, cũng như là sẽ nhận được những lời chúc mừng trăm năm hạnh phúc từ toàn thể quý vị. Ông bà ta nói thì luôn luôn đúng chứ đâu có sai.
em ơi ngày mai, em ơi ngày mai theo. Và cũng sẽ được thay mặt cho những người thực hiện chương trình âm thanh ánh sáng Thanh Hoài cùng dịch vụ nhà hàng tiệc cưới Hoàng Hậu xin được kính chúc cho đôi ngân trăm năm tình duyên mãn, mặt đầu nghĩa phù thề, với chầu quản lý thân cầu chúc cho hai bạn bên nhau trọn đời. Kính thưa quý vị, trong buổi tiệc ngày hôm nay, ngoài những món ăn mà gia đình cũng như là nhà hàng tiệc cưới Hoàng Hậu đang dọn sẵn trên bàn, bên cạnh đó âm nhạc luôn là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong một cuộc sống của chúng ta, đặc biệt trong ngày vui ngày trọng đại hôm nay. Hiểu được điều đó, gia đình có tổ chức chương trình hát cho tình yêu của Bích Hạnh và Trọng Nghĩa. Nhưng quan rất mong tín hiệu đăng ký của quý vị khách với những ca khúc mà quý khách yêu thích để tạo một buổi tiệc ngày hôm nay thêm phần sôi động và nhiều tươi hơn. Và mỗi lời ca tiếng hát của quý vị khách cũng là mỗi lời chúc mừng cho đôi ngân trăm năm hạnh phúc. Đám cưới miền Tây nơi thành đô theo anh về đây, cho duyên tình quê thêm đậm sâu trong cao thắm. Nên duyên thành đôi trang trại mừng quê lội mương thắm tô đông xa đông sâu gạch chi dài đầu con em hiền ngoan nơi chốn xa hoa chịu ăn trái tính thiệt tha. Đám cưới miền Tây nơi thành đô theo anh về đây, cho duyên tình quê thêm đậm sâu trong cao thắm. Bên em, bên kia anh là mưa ngon.
em là má của con anh mà sau này muốn em là con của tiếng anh lâu dài nhấc mái đêm đêm nhì bãi cao đường phụ thể giao bãi đêm nay ta sai ta bãi. Chiều là anh ghé qua hỏi thăm mà bác trai cho anh.
là còn cô sáu chú tám bên nhà sinh trong gia đình nhà cửa nhung gấm đó là phần nghèo như ánh sáng da mồng mà đều bông theo chỉ có trong lòng tháng nhớ năm chờ tình ta hoa trong nhà thờ. Này cô em gái có nhớ anh không con ông ba hồng đứa trai giờ em đã lớn đến tối nay chồng biết bao anh đẹp mơ mộng một là em cưới anh còn không anh sẽ canh nhà nhà trai gương dâu anh sẽ công nhận làm em sai tứa đưa làm em ngu thấy chưa để đàn trai tôi gương dâu thương ấm thằng cả làng ấy cũng biết em là còn có sáu chú tám hơn nhà sinh trong gia đình nhà cửa nhung gấm đó là phần nghèo như ánh sáng da mồng mà đều bông theo chỉ có trong lòng tháng nhớ năm chờ tình ta hoa trong nhà thờ. Oh,
ơi, hai đứa yêu nhau nữa là đúng bài. Em ơi ok thì tới luôn, nắm chặt tay em có lòng mới buồn. Dù chỉ đi ho hay là eo hình, chỉ cần em thích anh cứ mang đi. Facebook em 100,000 follow, anh cứ những em mới bao đầu. Gặp mặt lần đầu em giá lô, có TikTok cơ bay gà tàu. Chân chính tình trường là chuyện bình thường, yêu nhau say đắm thì mình lên phường. Mẹ đừng hiểu lầm anh là bad boy, đơn giản anh yêu là anh chuyện thôi. Sắp tới lấy chồng, thiệp hồng trao tặng tay anh đâu có mong. Vì anh thương em từ thuở lên mười, ngày mùa hôm nào thèm thùng nhìn em cười. Ngược chiều dòng sông xưa còn đây hình bóng cô nàng, tuổi xuân thì mơ mơ mộng còn đang gió giang. Em sinh ra là để cho cha yêu thương, là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em tôm xá em trao em gọi em vì một đêm mơ tương tư đến cả đời. Em sinh ra là để cho che yêu thương, là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em tôm xá em trao em rồi em để dành nào ngờ vì một đêm mơ tương tư đến cả đời. Từng nhịp nhảy múa hát ca, trèo lên sân khấu anh nhảy cha cha cha. Bà con xâm diện qua xa lan hôm nay, úi giời hai ba chục lon anh chơi tất tay. Vì anh thương em từ thuở lên mười, ngày mùa hôm nào thèm thùng nhìn em cười. Ngược chiều dòng sông xưa còn đây hình bóng cô nàng, tuổi xuân thì mơ mơ mộng còn đang gió giang. Em sinh ra là để cho cha yêu thương, là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em tôm xá em trao em gọi em để dành nào ngờ vì một đêm mơ tương tư đến cả đời. Em sinh ra là để cho cha yêu thương, là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em tôm xá em trao em gọi em để dành nào ngờ vì một đêm mơ tương tư đến cả đời. Nàng vẫn còn là thiếu nữ thường ngủ từ chiều cho tới mai. Cuộc đời này còn nhiều thứ mà em chưa nếm, sao em đã cưới ai nhớ không cấy hồi hôm bữa còn kêu ca. Chán ba tháng chồng tao chỉ biết điêu ngoa, vậy mà hôm nay em đã xa vào lưỡi u mê mất rồi bởi tao đại thiếu gia. Với thêm anh nơi đây đang sống tên, xuyên qua bao không gian tìm bóng em. Anh luôn luôn yêu em từ mọi vũ trụ thực tại, anh đã đó là chồng em. Ta bên nhau trăm năm bạc mái đầu. Đám cưới miền Tây nơi thành đô theo anh về đây. Duyên thành đôi trang trại mừng quê lội mương thắm tô đông xa đường sâu gạch chi dài đầu con em hiền ngoan nơi chốn xa hoa chịu ăn cái tính thiệt tha. Đám cưới miền Tây nơi thành đô theo anh về đây.
trái mình quên nỗi mưa thấm tô đông xa ruộng sâu ngày khi dài đầu con em hiền ngoan nơi chốn xa hoa chịu anh trai tính thiện tha đám cưới miền Tây nơi thành đô theo anh về đây cho duyên tình quê thêm nằm sâu trong cao thắm tươi giấc giá qua rồi mừng đám cưới anh ơi dàn nhạc bằng phong rộn ràng ngừng cô dâu mới mình thương thật lòng tình duyên mừng nồng cất dây tơ hồng cho hai đứa nay thành đôi xin hứa một lời yêu mãi không thay đổi trong cuộc đời này riêng mình anh thôi trai bà bán bánh mì đừng lo gì hãy để con trai bà bán bánh mì đừng lo gì em nói là em thấy thương vì cái tình anh hiền biết tim anh trong vắng nên em muốn khiến anh tình dễ mà chân sâu tài chính với con tính làm ăn đồ sao anh là con nhà lính đến nhà văn cho anh có nhiều người mến em nhưng em chưa từng mến họ ngày cũ anh toàn là mấy con bà chủ này em xếp nọ mẹ anh thì cũng là xếp nhưng mà là xếp bánh mì để bán hàng mỗi buổi sáng sau cánh quay bên bếp nhỏ nhưng bên anh con tim em mới kêu vang lòng ngực khi ta trao những ánh mắt đang vẫn xin than hồng rực em hay tin những nhịp đập nó chẳng cần phải lừa ai để tình vô tư như một trò đùa và ta là bọn thích đùa dai nhưng muốn cuộc tình dài như mẹ anh đầy thâm niên bán bánh mì đầy nhân thịt thì đôi ta đầy nhân duyên chẳng có ai trên vào chỉ cần đôi mình tan nát thì anh không phải khóc về chuyện của em khác thì anh khác đâu nếu như anh có 10 anh sẽ cho em 10 cái gì mà anh có thì em chỉ được lấy dù là anh chẳng có được cả tỷ trăm người nhưng với em anh chính là cái người trong tỷ ấy người đàn ông của em đôi khi không chăm chất nhưng sẽ luôn là người em có để trông vào người yêu em một cách mẹ bán bánh anh chẳng muốn nghỉ một hôm nào hãy để con trai và bán bánh mì lo cho em đừng lo gì mày lo về để con trai và bán bánh mì lo cho em đừng lo gì lo về anh mở những bánh mì mẹ chẳng giữ cửa mẹ làm ra thằng con trai khéo như mẹ làm ba tê vì anh cũng đầy gan dạ là phết sẽ làm người ta mê anh không nấu một nồi mỡ ướp dù sao mà chẳng sơn lòng con trai nhà bán hàng ăn ai lại ngã đất sôi lửa bỏng mẹ dạy thứ gì chỉ xin những người phải hơn chứ không được ngang họ mình đâu phải bên tổ hong để hết thằng này lại than nọ em sẽ không thể tìm được từ mồm anh hai chỉ chán ngán khi mẹ anh 20 năm một việc nó bao giờ phàn nàn em sẽ không thể tìm trên người anh chắc sức dạng người và choáng váng trước khi anh mua được cho mẹ của mình một bao xa hoa nhưng anh lo cho mẹ nhiều không phải không lo em chỉ là anh là con trai mẹ trước khi là người đàn ông cho em điều đó em không ngại thì gọi anh là hồ gươm vì đến với anh em không cần tìm kiếm ở đâu hãy đổ luôn em chưa gặp real love thì để dù cho em thấy gây cho em lũ anh là bu cho em lấy anh không cần thì thôi đã từng thương suốt đời còn lời như thuốc độc nên anh sẽ chết hãy để con trai bà bán bánh mì lo cho em lo gì ngoài lo về để con trai bà bán bánh mì lo cho em lo gì lo về thì được không nhỉ
Mừng rỡ quý, nhà trai hớn hở đón dâu về, hai bên cha mẹ sum vầy, anh đi làm rể, em về làm dâu. Và trong buổi tiệc tân hôn ngày hôm nay, với sự có mặt của toàn thể quý ông khách, đó là điều vinh hạnh cho hai bên gia đình. Và cũng được sự quý quyền của hai bên gia đình cho phép, thì con xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý ông khách đã dính một chút thời gian và ngọc của mình để trở về đây tham dự buổi lễ tân hôn ngày hôm nay. Và buổi tiệc dù lớn hay nhỏ cũng không tránh phần sơ sót. Nếu trong buổi lễ tân hôn ngày hôm nay gia đình tiếp đón chiêu đãi quý vị có điều gì sơ sót, và mong quý vị tình thương bình thường mà bỏ qua cho. Và để đáp lại tổng chân tình của quý quan khách ngay giây phút này đây, cho phép gia đình xin được gửi đến quý quan khách một cái gật đầu, một lời chào thân thương và trân trọng nhất. Khai qua thì phú quý giàu sang, khai điều thì hạnh phúc trăm năm vẹn tròn. Xin mời đầu yêu chúng ta cùng tiến về chiếc tháp ly để cùng rót rượu tình yêu.
nhiều con xin mời quý vị hãy cùng nhau góp về chiếc điện thoại dự kiến chiếc điện thoại hồi tối để cùng quay lại những khoảnh khắc đáng nhớ ngày hôm nay. Quý vị đại ơi, chú Lễ ơi, tựa đầu sáng vào cô dâu ạ. Chúng ta đang chứng kiến hình ảnh đầu tiên lên cùng chúng ta thông về những giọt mật, những giọt hạnh phúc. Vì bị ơn, vì bị có thể nhìn nhau, những giọt điệu hồng đang tuôn chảy. Như đó là rằng từ đây trọng nghĩa và tất cả sẽ may mắn có nhau. Chủ trương hỡi chẳng vật vờ, chúng ta hướng thức vấn đề yêu thương. Cùng nhau đốt chén chuyện đầy, góp cho hạnh phúc đầu ngày mai sau. Chúng ta được xem anh tình yêu thì rất không nên được đấu ra. Tiếp theo xin mời chú đệ trọng nghĩa người trai xem anh tình yêu thứ hai để cùng tôi đâu bất hạnh trong đầy những dục mật, những giọt hạnh phúc. Từ đây chưa được có tôi, nhưng vì có mình thì đã có đây. Và chắc có lẽ từ giây phút này đây, đôi duyên của chúng ta sẽ cùng nắm chặt tay nhau leo đẩy con đường đi đến bên bờ hạnh phúc. Và cũng xin được chúc mừng cho gia đình Sherman tình yêu thứ hai cùng đời được giáo ra. Và tiếp theo sẽ tới nghi thức hiếu thảo mà cô dâu chú rể chúng ta sẽ lần lượt dâng dụng lên cho song thân của hai bên để nhớ ơn công sinh thành dưỡng dục. Dù cho dẫn đổi sau đời cũng không quên được nghĩa tình nặng sâu, mấy đầy dỗ có ra sao ơn cha nghĩa mẹ đi sâu trong đồng. Song phận của chú rể, chú rể bước qua mời cha, cô dâu mời mẹ. Lý chuyện tràn đầy hạnh phúc, rộn lòng chúc phúc mẹ cha vì con cha mẹ trọng già, ơn xây nghĩa nặng như là biển đông. Lý chuyện hiến tạo thứ hai, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta lần lượt dâng lời lên cho song phận của cô dâu. Không, đã khát nước mà uống chứ không sao. Làm sao lại thương đau đớn nào con đâu hiểu. Và tiếp theo tới nghi thức Phật cảnh cho chú rể ơi, trở về chân người cô sang lễ luôn. Tay phải với nhau nha, chú rể tay phải, cô dâu tay phải. Và ngay giờ phút này đây, Nhật Quang xin mời quý vị hãy cùng nhau đông đầy những ly bia, những ly nước ngọt hoặc là trà đá sau ba thế biết của Nhật Quang. Chúng ta cùng nâng đi để chúc mừng cho ngày vui, ngày hạnh phúc được không quý vị ơi? Xin mời hai bên đông cho chúng ta cùng tiến về phía trước tí xíu nữa ạ. Và cùng ly nào ạ, cô dâu chú rể đùi về sau tí. Rất là tuyệt vời. Quý vị sẵn sàng những ly bia của mình chưa ạ? Sẵn sàng chưa ạ? Cùng hô to nha. 3, 2, 1, thật ra chúng ta cũng chạm lên nha. Giống ngày qua ngày hai bà xu hai ông xu chạm lên nha. Bữa nay sửng bữa nữa đi. Lâu lâu có gặp mà. Và hôm nay kết nghĩa phòng gia khiến cho hai họ tình thân đồng đà. Và chuyên kết nghĩa trăm năm cho huyền đại thảo đẹp lòng mẹ cha. Và xin được kính chúc cho tình đồng gia từ đây sẽ gắn bó keo sơn. Có cầu muối ba năm muối dẫn còn mặn, rừng chiến thắng rừng dẫn còn cay. Hai họ cho gia ngàn năm còn nguyên vẹn, hạnh phúc trăm năm mạnh đẹp đôi. Thằng gì đánh gắt ghê ta. Phần gian đường hiếu thảo cũng đã xong rồi. Nhật Quang xin mời hai bên thông gia chúng ta cùng tiến về phía trước 3 bước, 4 bước cũng được ạ. Và cùng bắt tay nhau một cái bắt tay thật chặt. Xin mời nhiếp ảnh gia tạo cho một công vận khá là đẹp đúng không ạ? Và cũng xin được trân trọng kính mời chủ hồng của hai bên. Chúng ta trở về chỗ dinh dự của mình để chiêu đãi trong vòng tay thân yêu của quý con khách. Xin chào kính mời chú ạ. Ok ạ, à, ok. Hai năm xuống nhậu trước, hai bà ông ta nhậu sau. Dẫn là nghi thức cũng nha, cắt bánh tình yêu nha. Để nói lên rằng từ đây chồng nghĩa cũng như là Bích Hạnh sẽ chính thức lên nghĩa vợ chồng, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi cho đến suốt cuộc đời. Tay kia ôm không. Mới hôm qua anh này quên rồi. Làm gì đổ mồ hôi với mình.
Rồi ở dưới bàn có hai chiếc muỗng kìa chú rể Trọng Nghĩa ơi. Cô dâu Bích Hạnh ơi, chúng ta hãy cùng chia sẻ cho nhau một chút vị ngọt của chiếc bánh hạnh phúc kìa. Và đó là vị ngọt của chiếc bánh tình yêu cũng đã được trao cho nhau. Xin mời hai em trở về trên trường cô xin lời. Này tới phần đặc biệt nha quý vị. Chắc quý vị cũng quen thuộc về phần này ha. Hôm qua ai có dự tiệc thì chắc cũng thấy rồi ha. Hôm nay Nhật Quang không ép đó nha. Không ép, hôm nay là không ép. Xin mời cô dâu chú rể quay qua 180 độ rồi. Mặt đối mặt nhau. Đừng có nhìn anh, nhìn cô dâu kìa, nhìn vợ mình kìa. Rồi gắt hai tay lên vai ha. Bữa nay là muốn hôn gì cũng được nha. Nếu mà hôn má là hôn phải hai bên và cả chán luôn. Còn hôn môi là phải hôn là đúng 30 giây. Tùy lựa chọn nha, bây giờ chọn cái nào. Hôn môi là đúng 30 giây nha. 30 giây quý vị đồng ý 30 giây không? Vô nhà dấu tay nhẹ trước à. Quý vị bấm đồng hồ dùm Nhật Quang nha, lấy cái điện thoại bấm đồng hồ nha. Hôm nay là sự lựa chọn của chú rể chứ Nhật Quang không ép nha quý vị. Ở những nhà phóng tay quý vị sẵn sàng chưa ạ? Vỗ thật giòn quý vị ơi, 30 giây. Quý vị chịu khó vỗ 30 giây luôn được không ạ? Chúng ta cùng bỏ cái đôi đũa quyền thoại xuống được không ạ? Chúng ta cùng đứng ngược nha. Chuẩn bị nè, 30 giây. Hồn phúc nó lâu lắm nha. Hỗ trợ được không gái ơi, lên hỗ trợ. Rồi chuẩn bị cho 30 giây nha, đúng 30 giây, bấm đồng hồ chụp Trần Quang nha. 3, 2, 1, vỗ tay 30 giây. Hôn! Đúng 30 giây nha, chú rể, chừng mình nào Trần Quang đến 30 mới được được nha. 20 giây, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 rưỡi, 29, 6, 29, 7, 29, 8, 29, 9, 29, 99, 30 giây. Rất là tuyệt vời. Hôm kiểu này là thế nào cũng xanh đôi nha quý vị. Và chắc có lẽ từ đây hai trái tim vàng trong năm vẫn đập nhịp nhàng bên nhau. Còn gì mà tính em ơi, còn làm nhiều quá giới anh. Có bao lâu yêu mình em mãi vui. Họ em cũng cất thông gia, ông bà ta sẽ vui. Khi phòng này cưới trao tay, ta sẽ sống nhau mình nhớ. Còn ông tư làm bên đã kết hôn kìa. Em ok là anh sẽ rước em về. Mình thừa ba má một lòng son sắc nguyện đón đời mình bên nhau. Em xin
đâu chẳng chờ chẳng đi. Ngoài kia bao người đang duyên tình, chuyện của mình sao anh cứ yên thân. Mong con trâu sẽ duyên hứa đôi mình, dẫn rạch đánh trắng mà pháo cứ lên đình. Em không mong vàng bạc đeo đỏ cổ, nặng muốn chết chứ có được gì đâu. Chỉ mong anh thương em đến trọn đời, còn đàn cháu đóng như vậy là đủ rồi. Gọi nhau hai tiếng vợ chồng suốt đời em ơi. Ngựa phi anh quá anh đông này.
học yêu em. Ngày kia cũng tốt, anh coi anh tin đi kìa. Em đã sẵn sàng rồi.